Calo Data này là thằng gì ạ? Nó gần như là một cái công cụ để em spy những cái sản phẩm, những cái shop có doanh thu nhiều nhất trên TikTok. Thì em có thể tìm kiếm ở đây, đây sản phẩm cửa hàng top trend này. Đó, ví dụ thế, em có thể tìm kiếm được sản phẩm trên này rất là ngon luôn, rất nhiều sản phẩm để em có thể lựa chọn. Đây là thằng spy trực tiếp các shop và các sản phẩm doanh số top ở trên TikTok. Em spy sản phẩm ở trên thằng TikTok shop nhé, bởi vì TikTok shop thì nó đang là xu hướng bán rất là tốt. TikTok Shop em hiểu bản chất nó là một cái sàn, nó giống như sàn Shopee, nhưng mà chẳng qua là nó có traffic từ mạng xã hội, từ social, từ viral của cái thằng nền tảng đó, sau đó tích hợp cái sàn vào để nó bán hàng. Thế thôi, thì nó sẽ có những công cụ Calo Data này để nó phân tích cái sàn, phân tích cái sản phẩm top doanh số và những cái cửa hàng top doanh số, những cái shop ngon nhất. Thì đây là thằng TikTok tìm kiếm trực tiếp kết hợp với cả em lên trên này, em spy. Còn nếu mà tìm trên Facebook thì em dùng cái thằng công cụ là bigspy.com. Thì cái thằng công cụ này thì tất nhiên là em cũng sẽ mất một chút phí cho nó chứ không thể miễn phí được. Thì khi mà em lập tài khoản thì em mất một chút phí cho nó, cũng rẻ, cũng không mất nhiều. Thì khi đó nó sẽ cho phép mình tìm tất cả những cái bài đang chạy quảng cáo. Bây giờ là cái này là anh search nào này, ví dụ thế. Thì bây giờ khi mà em đăng ký tài khoản, em pricing này, đăng ký một cái tài khoản của nó, thì khi em tìm kiếm một cái từ khóa, ví dụ em tìm kiếm là thời trang trẻ em, mỹ phẩm cái gì đó thôi, em bấm search nó sẽ ra những cái bài đang chạy quảng cáo mạnh nhất ở trên Facebook. Thì như thế rõ ràng chúng ta biết được là những thằng nào đang chạy quảng cáo những cái sản phẩm nào rồi, đúng không, theo từ khóa. Và để chúng ta biết được rằng là những sản phẩm nào đang bán ngon nhất ở trên Facebook. Thế nếu mà em không muốn dùng thằng này thì em có thể dùng Ad Library của thằng Facebook. Đây, Library này, gõ trực tiếp trên Google ra này. Ad Library, thư viện quảng cáo của thằng Facebook. Thì tìm trên này cũng được. Còn nó sẽ có một số cái nó không bằng cái thằng 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 Big Spy, nhưng mà có thể tìm trên này được. Đây là của tích hợp của Facebook luôn. Em tìm đây, em bấm vào đây là tất cả quảng cáo này. Còn từ khóa đây, ví dụ mình tìm là quần áo trẻ, mình tìm nhá, em phải nhớ này, cái từ khóa này nó sẽ tìm đúng cái từ khóa của em gõ vào đây. Cái từ khóa này nó cần phải chứa trong cái bài quảng cáo của họ thì nó mới hiện ra, hoặc là chứa trong cái fanpage của họ thì nó mới hiện ra. Ví dụ khi em tìm quần áo trẻ em gõ vào đây thôi nhá, nó ra một loạt các cái, nhìn này. Đấy, nhìn thấy rất nhiều page chưa? Rất nhiều page để bài này. Thế nhưng mà cái bài quảng cáo ấn enter nhưng cũng không tìm fanpage, chúng ta tìm cái quảng cáo đấy thì nó hiện ra là đây là không này, ví dụ thế này là không, thì có thử thời trang trẻ em rồi này. Nó chỉ hiện thêm những cái từ khóa nào nó đúng nhất với mình thôi. Thì cái này nó có một cái đó là đấy, nếu mà fanpage của họ, cái bài chạy quảng cáo của họ không ghi cái từ thời trang trẻ em vào thì chúng ta tìm không ra. Đấy, ví dụ như là áo cho bé thì phải chúng ta phải thay đổi từ khóa, chúng ta spy sản phẩm đấy, nó đây nó ra toàn thời trang người lớn đây, có đây, cho bé này, phải tìm được đúng từ khóa đấy cơ, thời trang cho bé này. Đấy, nó một là nó cái từ khóa chúng tìm nó phải có trên fanpage, tên fanpage, hai là nó có ở trên cái content chạy quảng cáo thì nó mới hiển thị ra được, nó có ra này. Đấy, chúng ta có thể spy này. Đấy, shop bé bụ bẫm này, đây chúng ta ra được rất nhiều những cái nội dung để xem chi tiết quảng cáo. Ví dụ như là xem cái thằng này đi, xem chi tiết đi, sao chép liên kết quảng cáo này. Đấy, xem trực tiếp từng fanpage một là họ đang chạy những bài nào đây. Đó, chụp ảnh rất đẹp luôn, bọn anh chụp ảnh đẹp thế nhỉ, chụp ảnh rất đẹp. Đó, 149k bộ miễn ship, bộ bán thường là bọn này bọn nó sẽ bán hai bộ trên một đơn hàng. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều công cụ để spy như vậy.